Liên đoàn Lao động thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ vừa phối hợp tổ chức hội nghị Tuyên dương nữ chủ nhà trọ tiêu biểu năm 2023 vào sáng ngày 31 tháng 10 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban dân vận thành ủy thành phố, đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và 126 thành viên câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai ghi nhận những đóng góp của các nữ chủ nhà trọ đã thực hiện trong thời gian qua. Những cách làm thiết thực của họ góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng chính quyền địa phương, các cấp hội và tổ chức công đoàn trong tuyên truyền, nắm tình hình dư luận trong công nhân và hỗ trợ người lao động ở trọ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí mong trong thời gian tới, các nữ chủ nhà trọ sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa tổ chức hội và tổ chức công đoàn với công nhân lao động, đồng hành cùng cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, chia sẻ, hỗ trợ người lao động, góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Dịp này, Ban tổ chức tuyên dương 16 nữ chủ nhà trọ tiêu biểu, tích cực chủ động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nữ công nhân, nữ lao động nhập cư trong năm 2023. Đến được với hội nghị ngày hôm nay, cảm giác là tự hào và hạnh phúc vì cái sự đóng góp của mình được lan tỏa sẻ chia cho tất cả mọi người. Riêng nhà tôi là 10 phòng thì thời điểm đó là mỗi phòng là một triệu tư và tôi không lấy tiền trọ vì họ gắn kết với nhà tôi là 5 năm. Nhiều đó là đủ nảy sinh cái tình cảm không còn là giữa chủ trọ với người trọ nữa mà gia đình rồi. Cho nên tôi không lấy tiền trọ, 3 tháng dịch không lấy và sau đó thì giảm 50%. Tới tận bây giờ, trong lúc quá trình dịch, thì gạo, mắm, muối, thóc cũng chia sẻ bà con. Trước đó, các đại biểu tham dự hội nghị tham quan bảo tàng và dân hương dân hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.